những không gian tốt nhất phải được quy hoạch để phục vụ người dân. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại khu tái định cư Sân bay Long Thành. Giá xăng dầu đồng loạt giảm. Gần 1.000 người tham gia giải Việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống mở rộng. Phóng sự làm đường giao thông ở huyện miền núi. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 không thường kỳ diễn ra ngày 13 tháng 11 đã cho ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung của quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trình tại hội nghị đã nêu lên những quan điểm mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho hồ sơ quy hoạch của tỉnh với nhiều vấn đề cụ thể của từng ngành địa phương. Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo cuối kỳ và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào tuần sau. Quy hoạch cần đảm bảo tính khả thi, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển, từ đó tính toán việc huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch, làm tăng giá trị của vùng đất Đồng Nai. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý những không gian tốt nhất phải được quy hoạch để phục vụ cho người dân. Ngày 12 tháng 11, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đến dự chung vui với bà con ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu tại ngày hội, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng chính quyền cộng đồng của bà con ấp Thanh Bình. Thanh Bình là ấp đặc thù vì có khu tái định cư Lộc An Bình Sơn đã được đầu tư xây dựng hạ tầng khang trang và hiện đại. Do đó, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức mong muốn chính quyền nhân dân trong ấp tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng ấp Thanh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Ấp Thanh Bình hiện có 16 tổ nhân dân với khoảng 1,9 ngàn hộ dân, trong đó riêng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có khoảng 1,5 ngàn hộ dân với 7 tổ nhân dân mới được thành lập. Năm 2023, 100% hộ dân trên địa bàn ấp đã có nhà xây kiên cố, toàn ấp chỉ còn 4 hộ nghèo. 15 giờ ngày 13 tháng 11, Liên Bộ Công Thương Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm so với kỳ điều chỉnh trước đó. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 340 đồng về mức 22.274 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 399 đồng về mức 23.530 đồng một lít. Như vậy, giá xăng có lần giảm giá sau 2 lần liên tiếp tăng giá gần đây. Tương tự, giá nhiều mặt hàng dầu cũng giảm mạnh trong đợt điều chỉnh lần này. Dầu diesel giảm 1.052 đồng với mức 20.888 đồng một lít, dầu hỏa giảm 793 đồng về mức 21.512 đồng một lít, dầu mazut giảm 617 đồng về 15.623 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ các loại xăng dầu đã có 32 đợt điều chỉnh, trong đó giá xăng RON 95 có 18 lần tăng, 10 lần giảm và 4 lần giữ nguyên giá. Sáng 12 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải Việt dã leo núi Chứa Chan truyền thống mở rộng huyện Xuân Lộc lần thứ 22 năm 2023. Giải thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ các đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trong huyện, các địa phương trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu 6 nội dung với 2 cự ly, được chia thành 3 hệ thi đấu gồm hệ phong trào trong huyện, hệ tuyển trong tỉnh và hệ tuyển mở rộng. Kết thúc giải, Bình Thuận đã giành hạng nhất toàn đoàn hệ mở rộng. Vị trí thứ nhì thuộc về chủ nhà Đồng Nai, tiếp theo là Bình Phước đứng thứ ba. Ở hệ tuyển trong tỉnh, thành phố Long Khánh đứng thứ nhất. Vị trí thứ nhì và ba lần lượt thuộc về Cẩm Mỹ và Nhân Trạch. Huyện Tân Phú, huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh Đồng Nai. Dù có nhiều tiềm năng, song Tân Phú vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó có các vấn đề về đường xá. Và địa phương đang có nhiều nỗ lực để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Đường B129, tuyến đường vừa hoàn thành ở Tân Phú, nối từ các xã Phú Điền, Phú Thanh với quốc lộ 20, có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Tuyến đường này từ lâu đã là niềm mong mỏi của người dân trong vùng. Hồi xưa thì con đường nó hẹp, thì đi nó chật hẹp, con em mà đi học quá thì cứ đi nó bị vướng hoặc là té. Nên bây giờ là con đường rộng, thì con em ở đây đi cũng thoải mái rồi. Bà con ở đây đường xá giờ có ánh sáng rồi, nó cũng phát triển, thấy nó cũng vui. Thời gian qua, Tân Phú đã đầu tư hàng loạt công trình giao thông với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Có thể nhắc đến những dự án như đường Phú Trung, Phú An, đường 600B, đường Phú Xuân, Thanh Sơn, Phú An, cầu Ta Lai, đường từ xã Đắc Lua đi Đăng Hà, đường Đê Bao, Đồng Hiệp. Các tuyến đường đang giúp Tân Phú dần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đồng bộ, phá thế chia cắt, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện.
đáp ứng sự kỳ vọng của người dân khi mạng lưới đường xá được mở rộng, vươn tới khắp các địa phương, giúp thuận tiện trong đi lại, thông thương hàng hóa dễ dàng. Trong thời gian qua, Ủy ban huyện đã đầu tư một số hệ thống đường giao thông kết nối các xã vùng sâu vùng xa với nhau, đã tạo mạng lưới gắn kết giữa các đường xã, đường huyện với đường tỉnh và đường quốc lộ, tạo thành một hệ thống đường giao thông đồng bộ để thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản của bà con nông dân, góp phần cho xây dựng huyện nhà. Chỉ có duy nhất quốc lộ 20 là tuyến quốc lộ đi qua, lại là huyện miền núi, nên từ lâu nhiều địa bàn ở Tân Phú bị hạn chế về lưu thông. Nhưng để phát triển kinh tế, giao thông phải đi trước một bước. Do đó, Tân Phú đặt mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông vận tải có tầm nhìn chiến lược lâu dài và bền vững. Việc đầu tư phát triển giao thông đang được huyện thực hiện theo từng giai đoạn với các bước đi phù hợp.